Hôm nay test nhanh mẫu Mini H4T40 bản 2023. Đó, thì đây là cái một nâng cấp nhỏ cho cái bản là T40 mẫu cũ. Đấy, đầu tiên là về cái vỏ hộp đi, nhìn trông rất là bắt mắt hơn, đẹp hơn, nhìn nó rực rỡ hơn một chút. Đấy, T40 bắn tên rất là to trên cái vỏ hộp này. Cạnh hông và mặt sau thì cũng một vài thông số về sản phẩm thôi. Rồi, ok. Bên trong hộp thì vẫn là hai đèn. Đó, mình sẽ ngắm qua một chút về cái xe mẫu bản mới nhé. Đó. Rồi, cái bản mới này thì nó được bắn luôn tên logo này và mã sản phẩm lên cái cục nguồn driver và sử dụng là điện là từ 12 đến 24 nhé. Đó. Cái bản cũ thì nó chỉ là 12V thôi, không sử dụng được cho xe tải. Bản mới này có thể lắp được cho xe máy, ô tô và cả ô tô tải. À, sử dụng điện 12V. Đó. Rồi mình sẽ đặt về thay đổi ngoại hình ấy, thì mình sẽ đặt cạnh một mẫu là mẫu cũ, bản cũ cho mọi người dễ là nhìn nhé. Cổ dài nó đã ngắn hơn rất là nhiều so với cả bản cũ. Đó, mọi người nhìn này, cái nắp chắn sáng này làm ngắn hơn thủ tại, và quạt gió này làm nhỏ hơn và ngắn hơn. Đấy, mục đích làm ngắn hơn nhỏ hơn này thì là để nắp cho xe máy nhé. Còn nắp ô tô thì mình không nói, về khoang ô tô nó rất là rộng, những cái khoảng cách dài ngắn này nó không quan trọng quá, nhưng mà với xe máy thì với cái bản cũ thì thường nó sẽ phải mài cái quạt gió này, mài đi khá là nhiều đó, và cắt ngắn bớt cái chắn sáng này đấy, là nó sẽ chạm vào kính và vào đuôi, là bị chạm vào đồng hồ đó, lắp cho xe máy đấy. Và cái bản mới này nó đã thay đổi này, có nghĩa là cái hãng này nó rất biết là lắng nghe, rất biết lắng nghe người dùng ở Việt Nam. Đó, đã làm ngắn đi, nhỏ đi. Rồi về cái độ hoàn thiện thì mình thấy là nó cũng ngang ngang nhau thôi, rất là đẹp, đều là nhôm CNC hết này. Đó. Rồi vẫn có ốc chỉnh độ nghiêng này, ốc chỉnh pha. Đó. Ok. Rồi về công suất thì mình thấy nó không có gì thay đổi cả, có một cái thay đổi nhỏ một chút này thì rất là khó có thể nhận ra, nhưng mà nó là thay đổi, đó là khi mà mình bật pha thì nó không làm giảm công suất của cốt. Đó. Như cái bản cũ này thì bật pha nó sẽ là hơi tối đi, có nghĩa là làm cốt hơi tối đi một chút. Đấy, nhưng cái bản mới này thì bật pha nó không hề giảm công suất của cốt đi một chút nào. Đó, nó như vậy. Rồi, thì xuống kia là test test độ sáng qua một chút nhé mọi người. Ok, đây là ánh sáng chỉ độ cốt của mẫu T40 bản 2023 này. Đó, vẫn là vậy thôi, vẫn rất là đẹp, led, rộng, sáng. Đó. Và chế độ pha này, chế độ pha thì mình sẽ bỏ qua nhé, không test nhé. Lý do là vì là tất cả những cái dòng mà truyền thống là hắt sáng, tim pha này hắt sáng ra chóa và hắt ra này thì nó đều giống nhau đến 98%, 98% nhé. Đó. Nên là mình gần như là không có cái gì nó đặc biệt cả, nên là mình sẽ không test. Đó. Nó hắt ra đơn đơn thuần thôi, đơn thuần nó chỉ là một cái chòm sáng nó hơi nhỏ nhỏ ở đây. Là thực ra mình đánh giá ở quan điểm cá nhân ấy, thì mình đánh giá tất cả những cái dòng mini này, trừ những cái dòng nó có màn chập này như T3 này, hoặc là những cái dòng mà có chậu pha ra, thì tất cả những cái dòng mà truyền thống như này thì đều có cái độ sáng của pha nó rất là tồi, rất là kém, cho nên mình sẽ bỏ qua, không 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 test. Và tất cả những cái dòng đấy nó thì giống nhau đến 98% đó nhá, thì là mình xin phép là mình sẽ không test chế độ pha đấy, mình sẽ test cốt thôi đấy, bởi vì đây là một mẫu mini cho nên là mọi người phải chấp nhận cái điều đấy, nó không thể toàn diện được như những cái mẫu B3.0 được đó nhá. Đó, đây là ánh sáng chế độ cốt, và mình cũng lại phải nhắc lại câu nói cũ, đó là cho tới thời điểm hiện tại rất khó có một cái mẫu nào mini nào có cái độ sáng của cốt vượt qua là cái mẫu T40 này. Đó. Nói rất là khó tin nhưng đấy là sự thật. Đó. Đấy. Từ đường cắt sáng, độ sáng cho đến độ rộng rất là khó tin. Đấy. Thì là bởi vì mọi người hiện tại thì có rất là khá nhiều những cái mẫu là có công suất là rất là cao rồi, 60W có, 70W có. Đó. Nhưng mà lại kém hơn là 40W, rất là vô lý đúng không? Đấy, nhưng mà thực tế nó là sự thật. Đây mình sẽ ở đây mình sẽ test một cái mẫu đi. Hai mẫu này trong mọi người cũng chắc chắn là biết rồi đúng không? Đấy, đây là cái mẫu là P6 có công suất là 60W, và đây là mẫu T2 Line Smart cũng có công suất là 60W, công suất thực đấy nhá, không phải công suất là ảo đâu, công suất thực đã đo bằng máy là 60W luôn đấy, rất là cao đúng không? Test mẫu này trước. Ui, đấy, người nghe quạt gió không? Đó, 60W đấy, nó rất là nóng, nên nó phải dùng cái quạt gió to và cái tốc độ quay của nó rất là to đây. Bỏ ra này. 60W thực đấy nha, thật là 60W đấy. Bên, đấy,
Đây mọi người nhìn này, đấy khi mà ở những cái video trên mạng ấy, thì họ sẽ quay cái bóng và test ánh sáng độc lập một mình như này. Đó, rất là sáng đúng không? Rồi. Nhưng mà khi mà ta cho vào một cái sản phẩm khác để so sánh thì mọi người mới nhận ra. Mọi người sẽ biết đâu hơn cái nào đúng không? Đó. Bên trái là T40 và bên phải là T2 Lite Smart 60W, 40W. Mọi người thấy cái nào hơn? Chênh lệch rõ ràng luôn. 40W sáng hơn 60W, cả về độ rộng lẫn độ sáng. Đây, sáu mươi watt, cả cái đường cắt sáng nó cũng đẹp hơn. Đó. Rất là khó tin, nhưng đấy là nó lại là sự thật. Đây mình sẽ cho nó giảm độ sáng của chỗ mọi người nhìn kỹ này, giảm xuống, giảm nữa xuống. Đó. Đấy, cái độ đậm này, và tiếp tục là cái yếu tố nữa là cái độ rộng nữa. À, độ đậm của ánh sáng và cái độ rộng của ánh sáng mẫu T40 nó ăn đứt cái mẫu là T2 Lite Smart, ăn đứt hoàn toàn. Đó, mình nói không phải là để dìm một cái mẫu nào cả. À, nhưng mà đây là một cái video là test để so sánh thôi. Thực ra là mỗi cái dòng thì nó đã có một cái thương hiệu và một cái lợi thế riêng đấy, nên là không thể so sánh để video này thì có lẽ là mình sẽ kết thúc ở đây thôi, video cũng khá là dài rồi. Đó, mình sẽ ngắm qua một lần nữa về cái ánh sáng của mẫu là T40 nhé. Rất là đẹp, chung là trong cái tầm giá này, tầm tiền đấy, và cái độ sáng này thì rất là hài lòng, rất là đạt.